Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe và tâm lý ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là có cách nào để kiềm chế ham muốn của người đàn ông hay không? Thì Trang muốn chia sẻ đến bạn hai phần sau đây. Thứ nhất là tại sao nam giới lại ham muốn? Và thứ hai đó chính là cách kiềm chế sự ham muốn của nam giới. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Các bạn cũng đã nghe câu lửa rầm gươm lâu ngày cũng bén, có nghĩa là nam nữ gần nhau thì thế nào cũng xảy ra chuyện mà thôi. Cho nên là tốt nhất chúng ta phải có một khoảng cách nhất định. Nếu như các bạn đã quyết định yêu nhau và việc mà các bạn chung sống với nhau đó là tự nguyện, xuất phát từ tình yêu của hai bên, thì đó là một trong những điều mà ai cũng khuyến khích và chúc mừng. Có nhiều người không muốn đề cập đến chuyện chăn gói quá sớm, có nghĩa là quan hệ trước hôn nhân đó. Các bạn muốn tìm hiểu cách nào để kiềm chế ham muốn của nam giới thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được tại sao nam giới lại ham muốn nhiều trong chuyện đó. Việc ham muốn tình dục là một trong những cái vấn đề mà hầu hết cả nam và nữ đều có nhu cầu. Có nghĩa là không chỉ riêng gì nam giới đâu, nhưng mà nam giới ở độ tuổi dưới 30 thì sức khỏe trai trẻ mà, cũng như là sinh lý rất là cao. Cho nên là họ rất tò mò và muốn khám phá xem con người mình yêu có những cái điểm gì hấp dẫn. Và khi họ đã tò mò khám phá xong thì tất nhiên điều đó dường như khá bình thường với họ. Cho nên là trước khi xác định yêu một ai đó hoặc là lên giường cùng với một ai đó thì các bạn cần phải cân nhắc xem người đó có thật lòng thật dạ với mình hay không. Con gái thì thường hay thiệt thòi lắm, cho nên các bạn cần biết vấn đề này nhé. Đó là vấn đề bình thường giữa sinh lý nam và nữ thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà sinh lý của nam giới dưới 30 tuổi thì thường rất là cao, cho nên các bạn cần lưu ý. Vấn đề thứ hai đó chính là cách kiềm chế ham muốn của đàn ông. Có cách nào để kiềm chế ham muốn của họ hay không? Có bạn nhé. Đầu tiên chính là đừng bao giờ dại dột khi gặp một ai đó là người khác giới mà mặc ăn mặc quá hở hang. Bạn ăn mặc hở hang thì tất nhiên họ sẽ nhìn và bạn khiêu khích lên cái dục vọng trong lòng họ nữa. Hoặc là họ cứ tưởng rằng bạn đang mời chào, cho nên điều đó rất dễ xảy ra. Hãy ăn mặc một cách lịch sự và kính đáo khi các bạn gặp nhau mà chưa muốn tiến đi quá xa. Thứ hai, đừng bao giờ dại dột gặp riêng hai người. Có nghĩa là đừng bao giờ chọn một cái nơi riêng tư chỉ có hai người mà thôi. Hai người mà thôi là khi bạn đồng ý đi thì tất nhiên họ sẽ nói rằng bạn đã đồng ý rồi thì rất khó để chối từ hoặc là kiềm chế lại cái cảm xúc ham muốn của nam giới. Thứ ba đó chính là hãy nhớ là cắt ngay mạch cảm xúc của chàng. Có nghĩa là tình yêu đơn giản lắm, bắt đầu từ những cái nụ hôn, đặc biệt là hôn môi cháy bỏng nồng nhiệt đó. Nếu như bạn để cho anh ấy hôn bạn thì rất khó để bạn kiềm chế được cảm xúc của mình, cũng như là anh ấy kiềm chế được cảm xúc, cho nên là hãy cắt ngay lần đầu tiên khi anh ấy chạm đến bạn thôi. Đơn giản chỉ là những cái nắm tay thôi các bạn nhé. Và thứ tiếp theo đó chính là hãy nhớ rằng đừng bao giờ nói chuyện nhạy cảm trước mặt anh ấy. Có nghĩa là chúng ta không bàn gì vấn đề về giới tính hết. Chúng ta hãy nói những chuyện về học tập nè, về vui chơi nè, hoặc là các về món ăn, hoặc đơn giản là sở thích của các bạn. Đừng bao giờ đề cập đến bất kỳ chuyện nào có giới tính trong đó, bởi vì nó kích lên cái sự tò mò nữa. Nói chung có rất nhiều cách, các bạn hãy tìm hiểu cũng như là hãy xử lý một cách khéo léo nhất. Bởi vì nam giới rất là giận, thường hay giận dỗi, nếu không được chiều chuộng anh ấy cũng giống như trẻ con vậy thôi. Nếu như bạn không đáp ứng được yêu cầu của anh ấy hoặc là bạn không chiều anh ấy thì sẽ tỏ ra giận dỗi hơn, ghen và sẽ nói khích bạn, và lúc đó tự nhiên bạn trao thân gửi phận mà thôi. Cho nên đừng bao giờ nói một cách quá thẳng thừng, hoặc là bạn từ chối như thế nào đó cho tế nhị, cho khéo léo nhất,
hoặc đơn giản là khi quen nhau bạn nói rõ quan điểm của mình luôn để cho anh ấy hiểu. Nam giới dù có giận bạn đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không nên năn nỉ, bởi vì chuyện này chúng ta đã tự rõ trong lòng mình rồi thì năn nỉ để làm gì. Nếu thật sự đã yêu nhau và các bạn muốn tiến đến hôn nhân thì hãy làm theo con tim và lý trí của các bạn thôi, chứ Trang không biết khuyên như thế nào nữa. Và các bạn muốn tìm hiểu về cách kiềm chế cảm xúc của nam giới thì đó là những cách duy nhất mà các bạn có thể biến tấu cũng như xử lý một cách khôn khéo nhất cho mình. Đừng bao giờ xử lý một cách quá thô bạn nhé. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay hay có cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những website chính thức quen thuộc của Trang, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.